mệt ghê luôn, bây giờ còn đi thang máy nữa. Ê, hôm 3 giờ sáng đi thang máy có bị gì không vậy? Trời ơi, sao thang máy nhà mình mà. Thôi đi vô, đi vô. Trời ơi. Chờ về xem cái gì đó. Cái gì vậy? Ôi, đi ra đi. Chắc không? Người ta. Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao bốc không được vậy? Không có gì hết trơn á. Chắc là lỗi hệ thống thôi. Không sao đâu. Không sao chờ. Vào lúc 3 giờ sáng và mình đã gặp những thứ rất là kinh dị ở trong thang máy. Hả? Cái gì đây? Kẻ giết người, hổ đen vũ trụ nuốt tất cả mọi người vào trong, và lúc xoáy cá bập ăn thịt người. Trời ơi, cái gì vậy? Ghê quá à. Và các bạn đó xem quay mình được không, cần có thể thoát khỏi thang máy lúc 3 giờ sáng kinh dị này không? Đừng quên share video nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, thì mình đã vào trong con mắt lúc 3 giờ sáng ở trong Roblox và để xem coi 3 giờ sáng ở trong thang máy sẽ như thế nào nha. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Tôi hơi bị sợ đó. Okay. Ủa, rốt cuộc là mình vô đây để mình đi thang máy gì thôi à? Đúng rồi, trong cái map này chỉ có đi thang máy thôi mà không biết cái chuyện gì xảy ra trong này thôi. Ok, chúng ta cùng vào thôi để xem coi thang máy này có gì đây. Ủa nhiều người vậy? Sao trong này tôi nhớ tới đây không có người, sao nhiều người vậy? Ôi, cái thang máy sập rồi. Ủa vậy? Trời ơi, này nó dọa mình, nó phao không biết à. Cúp điện. Cái gì vậy? Trời ơi, đúng là thang máy lúc 3 giờ sáng. Trời ơi. Ui, con này con gì ta? Đất đây nè, con đất đây trong này luôn. Ủa sao nó ở đây vậy? Ai biết, trời ơi, thì ở trong này có rất nhiều người không bình thường đi vào cái thang máy lúc 3 giờ sáng, hiểu không? Thang máy rất là hot, không hiểu không? Đó, rất hot luôn. Ủa cái gì đây? Ôi, trời, cái này chơi bóng rổ nè. À, bóng rổ. Ủa có gì đâu, cái gì ta? Đây, đây, chưa cho cái gì đây. Có điểm chưa? Ôi, tôi chật. Để tôi. Đây. Dạ, tôi chật phải ta. Trời ơi, hey. Đây. Ê, ông đi nè. Tôi vô rồi. Vô được, cái gì vậy? Trời ơi, sao vô thang máy là chơi bóng rổ vậy? Lạ chưa? Ôi, tôi được nhiều điểm nhất nha. Ui. Tôi không có một điểm nào các bạn ơi. Trời ơi, chết rồi. Đây, ném vô. Không có điểm, khó quá. Trời ơi, cái gì mà khó vậy? Em nó khó lắm luôn á. Rồi, xong. Ủa, rồi rốt cuộc cái chơi trò này được gì? Ai biết thôi, mình vô thang máy lại đi. Ờ, thôi tôi chịu không ơi. Trò này kỳ cục, tự nhiên bắt vô đây chơi gọi là trời bóng bàn vậy đó. Ủa, đây, cái này là biết sao không? Cái này Ủa, tôi thấy đi thang máy lúc 3 giờ sáng ở trong game thấy cũng đi chơi mà ta có gì lạ đâu ta. Kinh dị lắm mấy bạn ơi, chốt rồi. Mình đang nói với Phong Cần là cái thang máy nó kinh rồi, dị. Sao mới lừa tôi. Nãy là chắc là nó cho mình gọi là khởi động tay chân thôi. Chứ nghĩ sao tôi nhớ là trong thang máy này kinh dị lắm. Trời ơi, khởi động tay chân chứ bóng gỗ. Trời ơi, tí nữa xuống dưới chắc cho mình đi bơi vậy. Ủa gì đây? Ủa? Chào mừng bạn đến với cuộc thi ăn gà rán. Wow. Ủa, tôi thi ăn rồi. Ok. Hay quá. Ôi, Sam ơi. Ủa nó kinh dị quá vậy? Để tôi. Ôi. Con kia nó ăn được cái tận bao nhiêu rồi? Chín mấy luôn kìa. Tôi đang kết trời ơi. Sam lâu quá vậy, Sam ăn được, sao Sam ăn mới ăn được có 8 mấy cái vậy? Có Sam. Tôi ăn chậm quá vậy, hai ông rồi. Ôi trời ơi. Chiến thắng đó chính là. Trời ơi, tự nhiên tôi lại thi ăn vậy trời ơi. Tôi là thằng bé luôn các bạn ơi, tôi ăn 108 cái đường gà. Hiểu rồi, Phong hiểu rồi, có nghĩa là đến cuộc thi ăn này là Sammy sẽ được ăn để lấy sức tí nữa chạy. Ờ. À ok, tôi nghĩ vậy á. Ủa gì kỳ ta. Chắc là sẽ có cái gì đó đáng sợ á. Ông này ông bóp cổ ông này. Ủa sao hài vậy trời ơi. Ê tôi nghe nhạc gì trong này nè, có nhạc đây luôn nè, nhạc remix nè. Trời ơi, gì vậy, kinh dị chưa? Rồi, từ Phong, bây giờ kinh dị nè. Rồi, kinh dị ơi. Cái gì? Ơ, mấy anh ơi, mấy anh bình tĩnh, bọn em đâu có làm gì đâu, mấy anh chỉ súng cho người bọn em. Sao lại có cảnh sát trong này? Bọn em có làm gì đâu, bọn em là người vô tội ơi. Cái gì đây? Sao có Sammy nè? Ủa, sao tôi bị bắn vậy? Đừng bắn tôi, em chồng nôi vậy vậy? Bạn có muốn, có kêu Phong là có muốn giao nộp Sam ra cho mấy người này không á? Phong chồng không? Không đâu Phong ơi, đừng có tự nhiên tôi bị bắn vậy. Rồi, xong rồi. Bất mãn không muốn nói luôn thiệt. Cái trò gì đây trời ơi. Sao tôi bị bắt vậy? Phong không cứu tôi. Phong không cứu được. Phong bị chặn lại
rồi nó cầm cây súng không bay qua nó bắn không thằng cái dép qua. Tôi thấy kinh dị đúng không? Mới 3 giờ sáng tôi vô tôi bị công an bắt rồi, tôi không làm trò gì hết trơn mà. Trời ơi, đi 3 giờ sáng bị tội bắt. Chắc là vậy ta đi cái khuya quá. Kinh dị, kinh dị ông ơi, kinh dị nè đó, kinh dị. Cái gì đây? Ủa. What's what's what? Con bọc biển hả? Ủa nhìn nó đang đứng chờ cái gì á? Ờ tôi nhìn nó kinh dị nè. Rồi đây đây. Chị đi đâu nè? Đây là cái gì ạ? Tôi không cái nhà bên đây nè. Đây, chắc chóc này là phải kinh dị lắm nè. Ơi Sam có coi phim hoạt hình của cái con phô mai này không? Có, không con này bọc biển cái phô mai gì ông ơi. Ủa bọc biển hả? Tôi tưởng nó là phô mai chứ. Ủa sao có gì kinh dị vậy trời? Ủa là kinh dị chỗ nào? Trời ơi, tôi thấy từ nãy giờ là nó hơi xàm mà nha. Ờ nó xàm chứ vậy trời ơi, chết tôi rồi. Ủa là tôi đi lộn thang máy ở đây, thang máy chú hề không ta? Rồi. Lừa tôi, cái này là lừa tôi rồi. Đợi xíu kinh dị lắm gì không không thấy từ nãy giờ như đang đi tham quan á. Ủa gì vậy? Ủa gì Phong Cận rồi cây ron với ca mui đây ca mui quái ba nhảy. Ủa đây là con nhảy yeah. Hả? Ủa gì đây vui quá ủa cái là sản xuất ra sao sản xuất búp bê gì đây nè qua wow, nhạc sập sinh rồi. Ủa gì vậy? Sập sinh cái gì? Ủa cái nhà máy gì? Tôi đây đây. Ủa sao bay tôi biết hình nó rồi. Xong ghê dưới luôn. Trời ơi Phong ơi nhìn tôi có tóc giả đó Phong ơi. Rồi Phong cũng có tóc giả luôn sao ơi. Trời ơi chết rồi. Mấy bạn bên này cũng có tóc giả luôn rồi. Trời ơi trời cái gì kỳ cục kèo vậy. Ủa cái gì vậy trời ơi. Rồi cái gì đây. Ui nó dọa kìa. Cái này hình như là anh đại ca Giang Hồ. Anh Long đại ca. Ủa anh Long nhảy hip hop hả? Nhảy rốt chi vậy? Giữa tay nè rồi anh Long giữa tay à. Rồi, tao tay. Ủa, cái gì vậy? Sao vô đây muốn nghẹt? Anh Long vô đây chi vậy? Ủa? Sao anh Long vô đây luôn à? Trời ơi, vô đây muốn nghẹt. Nhìn muốn nghẹt xong cái đi theo tụi mình luôn mấy bạn. Ủa? Ủa đây? Ôi, cái gì đây? Bắt cua! Trời ơi, đâu con máy mà có bắt cua không ơi? Trời ơi, wow. Bắt cua là kè tôi, bắt cua kè tôi. Thấy thấy một cái gì đó xin, gọi là xịn xịn xin nha. Xin xò đây, trời ơi. Ê, cái gì đây? Quá. Cười quá, thích quá. Ủa, trời ơi. Đi thang máy mà được bắt cua luôn các bạn thấy xịn không? Trời ơi. Trời ơi. Tiếp đi tiếp đi. Được tiếp. Rồi chạy. À vậy cái này coi ai đi xa nhất cái hay sao á? Ồ nè. Đây. Ê trời ơi chạm vô cái giọt nước chạm vô một giọt nước thôi là thua rồi nha. Rồi đây tôi qua được rồi. Đây rồi. Ui. Ui có cái phòng đen gì tối tối nè, xanh đỏ tái. Trời ơi, nó khó vậy luôn hả? Phong đang đi được đến cái phòng tối tối mà màu sắc gì nè. Ồ, tôi muốn tới phòng đó rồi. Ôi, đâu không? Trời ơi, mới được có không xíu được à. Không cái gì hết trơn bạn ơi, tôi từng có quà. Ủa, có cái ông gì dưới biển kìa. Ồ. Ồ, ai hả? Hải sản hả? Không, cái đầu ông nào á. Ê, ra cứu ổng đi, cái gì kìa. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, anh xấu muối. Trời ơi, đi xấu muối, trời ơi. Trời ơi, anh ơi. Nè, Đây mới là anh Long nè. Trời ơi, anh này xịn nè. Anh ơi, trời ơi, Phong ơi, sao ông tập muối sáu muối bự nhanh này nè. Đó, tập sáu muối nhanh này nè. Trời ơi, nhìn tôi cao đến cái mông của anh này thôi. Trời ơi, tôi cũng ăn cái mông. Bây giờ mà, anh ơi, anh đừng ăn khoai lang nha. Anh mà ăn khoai lang hay gì, anh phanh một cái là em chết luôn anh ơi. Anh làm ơn nha, đừng ăn khoai lang lúc này nha. Anh này, mình tưởng anh này chắc cũng nhỏ con. Rồi anh nằm dưới nước, anh chui lên cái sọ liền. Anh này anh cổng luôn rồi sao. Ủa sao tôi mệt mệt. Tôi mình bằng anh Long rồi. Oh yes. Trời ơi. Ủa cái này là mình đang đi đóng MV Liêu Bum. Cái này MV của Liêu Bum. Liêu Bum là không biết nhưng mà bây giờ tụi mình có sức mạnh của anh Long rồi. Rapper. Cái này là sức mạnh của anh Long nè. Nãy anh Long truyền sức mạnh cho bọn mình nè. Ảnh cho mình cơ bắp. Trời ơi bự vô. What's up mấy bạn thấy không? Nếu mà mình mà tập bự con như là Phong sẽ là Ê Sam không? Sam nhìn Phong nè. Phong đang nhảy là con nè. Tôi không nhìn Long coi. À cơ bắp từ đâu rồi Phong. Ờ, anh Long, bé em. Bé em. Em biết là bé em không? Ken bé em không? Bé em. Ê, anh Long bế tôi nè. À, đây Long bế tôi nãy giờ. Trời ơi, đã chưa? Trời ơi, tôi ông tôi sẽ lớn hơn. Ông với tôi mà làm thân với bé vậy ta, anh Long là chắc chắn là không ai dám đánh tụi mình luôn. Đúng rồi, tí nữa là anh Long bảo kê một mình hiểu không? Rồi, bảo kê đó các bạn. Trời ơi, tôi thấy bao vui đó. Ủa gì đây? Rồi. Ủa, Pokemon. Đấu trường Pokemon. Ủa, triệu hồi Sammy. Ủa, sao lại triệu hồi tôi? Quay chị hồi Phong Cần. Phong Cần. Ồ đây sức mạnh sấm sét. Sức mạnh. Ôi. Bùm. Trời ơi, ông là Pikachu. Đây tôi có sức mạnh lửa. Đây. Rồi. Lửa hò. Ô mặt không đẹp. Thôi ơi, sức mạnh lốc xoáy đi, lốc xoáy. Cái gì? Ôi. Rồi tôi bay. Ấy a xoay tròn. À ông
mạnh lốc xoay. Tôi sử dụng sức mạnh của tôi. Sức mạnh tôi đâu rồi? Ủa, thua rồi. Bà thua rồi. Tại vì tôi là Pokemon của nhân vật chính. Trời ơi, tức ghê luôn các bạn ơi. Trời ơi, tính ra là lốc xoay mạnh nha. Lần đầu tiên lật đổ nóc nhà. Trời ơi, lần đầu tiên vô thang máy tôi thấy hài á. Tôi không thấy sợ rồi, chết rồi, tôi lộn thang máy rồi không ơi. Ê, sao hồi nãy là cái ông kia gọi là cầm cái củ khoai, sao giờ tới lượt ông này cầm củ khoai mà cái củ khoai nhìn nó ghê quá. Đâu, củ khoai đâu. Ghê nào, nhìn nó giống cái gì á. Thôi kệ đi Phong ơi, trong này không thấy có ai bình thường đâu không? Trong này không nhìn, ai bình nhìn thường. Nhìn nó giống SCP á, nhìn nó giống SCP nó đang bám người con này. Rồi rồi, xong hổ ui. Đen vũ trụ rồi, thấy chưa? Hổ đen vũ trụ. Em hút mà nó, ủa sao tôi cảm giác người nhỏ nhỏ không? Cảm giác người nhỏ. Ê, đang hút vô, đang hút vô, đang hút vô. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, đang hút vô. Ủa sao người nhỏ nhỏ vậy? Ủa, nhìn ghê quá à. Nó hút hết cái màn hình của mình luôn á bạn. Trời ơi. Wow, may quá. Hồi nãy là nhờ anh Long đấm nó một cái nó hư luôn, nó bể luôn đó không? Hay quá anh Long. Tất cả là nhờ anh Long xấu muối. Và anh Long nhìn mặt ổng cũng dễ thương á, nhìn mặt cười cười gì mà xấu muối ha. Ôi, anh Long dễ thương mà, anh Long này gọi là dễ thương lắm. Dễ thương, đúng rồi. Ai dễ với anh là anh thương vô má liền. Thương cái nó vô má liền. Ngày xưa cái anh Long này á là có đi chơi, cái anh Long này có tham gia. Ê, cắm trại kìa, Phong ơi, ai trong á? Cắm trại hả? Ai trong á, ai trong này? Ủa, có bạn nữ đang đi cắm trại kìa. Ê, thì ghê quá vậy. Ê, cái nào bà đang đi vô. Ôi, sao chứ? Sạc chân. Rồi xong rồi, rồi tên buồn nhân này. Tên buồn nhân này làm cái gì chị ơi, tới chặt cái bằng. Rồi, nó vô đây rồi. Nó ném ông kia, banh nó. Cái ông kia gọi là banh người rồi trời ơi. Ông kia nó thành cái gì ra, cái hồ xương đó bạn. Ê, ghê quá vậy. Núp vô. Ui, may quá tôi không bị hết trơn quá ơi. Thấy chưa không? Không sao. Hồi nãy nó thấy anh Long đứng ở đây nó sợ, nó không dám vô hàng máy á. Sợ quá, mà sao anh biết sao không? Sao vậy? Thật ra là ngày xưa là Phong có học chung trường với anh Long rồi nè, nhưng mà Phong nghỉ rồi. Biết sao không? Sao vậy? Tại ngày xưa trường Phong có tổ chức cái cuộc thi tác á. Trong cái phòng vô xếp hai xếp chung với anh Long á. Cái anh Long ảnh vừa tác Phong cái là Phong nghỉ học đến giờ luôn á. Oh my god, Phong ơi, vừa nói xong là con. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cái mập nè. Tôi biết cái phim này, một rồi. Cái lốc xoáy chứa rất nhiều cá mập. Tôi biết cái phim này. Rồi, trời rồi, ơi. Rồi chạy Phong ơi, cá mập là chứa số cá mập đâu ra nó rất nhiều vậy. Cái miệng cá mập nhìn thấp ấy. Ủa nó Phong ơi. Đúng Phong ơi, sao ơi. Rồi, sao nó cắn Phong luôn. Nó cắn Phong rồi, cái body Phong này bạn ơi, thấy cái body Phong nè. Trời ơi, chết rồi Phong ơi. Phong ơi, cá mập nó cắn dễ sợ, cá mập đâu ra mà rớt dữ vậy trời. Mưa cá mập các bạn ơi. Thấy chưa, nó kinh dị chưa. Ủa rồi. Tới Sam đây. Rồi, tôi đang chạy. Trời ơi, cái mập vô trong này nó nhảy dưới vậy. Ê, cái đây là gọi là thế giới cấp mà bạn ơi. Rồi. Ui, may quá tôi không bị cái mập cắn. May quá. Ôi, trời ơi, rồi. Bắt đầu, ông thấy gì chưa? Bắt đầu nó có sự kinh dị ở trong đây rồi. Bắt đầu có sự kinh dị trong này rồi. Ok. Kinh dị đấy, sao bây giờ hai con này nó lại dính vô cái chân của cái ông vậy? Nãy tôi thấy mấy con này nhìn giống SCP lắm nha. Tôi nói rồi, trong này là không có ai bình thường. Thấy không, cái ông đầu to nè, thấy không, ông đầu to nè, ông đầu dài. Cái ông đầu... Cúp điện rồi, chết. Ê, ông nhớ hồi xưa mà cúp điện là tôi ra ngoài chơi đó, bây giờ tôi không dám ra ngoài luôn á. Cúp điện xong chờ 20 giây kìa, đang đếm ngược kìa, từ. Có gì không? Ôi, tôi ghê quá, tôi sợ cúp điện quá. Ê, không có gì không sao đâu. Không bảo vệ tôi không? Ôi, chết rồi, nó cúp điện. Ôi, có cái hố, sau đây có con gì nữa, nó bay qua nè. Rồi xong, ông nổi cái đứng gần, ủa sao mấy bạn này nhảy xuống vậy? Rồi. Rồi ơi, ông cứ bị rồi, bắt luôn. Xong luôn. Rồi, cái ông đầu to luôn rồi. Bị bắt rồi mấy bạn ơi, trời ơi là trời. Ôi trời, thấy chưa, ông thấy ông có anh Long sao ở đây. Nãy giờ chưa ai bắt anh Long hả? Không, mới nhìn Long là chạy luôn, không dám rồi, không dám đụng luôn. Anh bự quá. Anh Long tóm cổ, anh Long bẻ cổ. Rồi xong, cái gì vậy? Gì đây? Rồi, khoan từ, cái này tôi thấy quen lắm nha. Con ma trong TV. Con ma trong TV, trời ơi. Đó. Nó bò cái đó rồi, chui qua đó cho nó luôn. Qua solo nó luôn. Ê, đừng tôi thèm quá. Anh Long đánh nó. Nó bò vậy. Anh Long ơi. Rồi nó bò tới. Anh Long đánh nó cho bọn em đi anh Long. Nó bò tới kìa. Rồi. Thang máy đóng rồi, trời ơi, cái thang máy đóng mất tiêu rồi. Trời ơi, đây là chọc chó bị
chó cắn nè Phóng ơi. Trời ơi, trời ơi, chọc con gì ông chọc? Chui vô làm gì không biết. Thấy chưa, chọc con gì ông chọc, chọc con ma bạn ơi. Đáng sợ quá. Cái gì đây? Wow. Wow, làm YouTuber. Làm YouTube. Làm YouTube hả? Làm YouTube hả? Cái này là chương trình là hỏi xoáy đáp xoay. Này, lắng nghe bạn muốn nói. Rồi, nói đi Phạm. Ui, nó bật điện kìa. Wow, quẩy, quẩy không quẩy. Yeah, yeah, yeah. Bùm, 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 chắc, bùm, chắc, bùm, chắc. Yeah, let's go. Đó, nhảy, 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 nhảy đó các bạn ơi. Nè, có anh này, anh đang mở nhạc nè. Anh đang mở nhạc nè. Hôm nay là thứ bảy gì đó. Muốn đi vào ba gì nè. Ủa sao đang kinh dị mà chỉ có vui vậy? Thì đó nay sợ quá bây giờ phải vui tí hiểu không? Tí nó sợ tiếp. Ok. Để xem qua cái màn tiếp theo là gì vậy? Tôi thấy đã sợ rồi đó nha. Ok. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở cái thang máy này đây mấy bạn ơi? Thang máy kẹp lại. Oh my god, đừng có kẹp tôi, được không mà đừng. Anh Long. Anh dùng cánh tay của anh chặn cái cửa lại đi. Đúng Long ơi. Anh Long kìa, Long kìa, sức mạnh Long kìa, Phong thấy không? Anh Long ơi, sức mạnh của anh Long đi, Long. Anh Long, dùng sức mạnh đi, Long. Anh Long ơi. Anh Long. Rồi, xong anh Long đi. Thôi được, anh Long giúp mình rồi, anh Long giúp mình rồi. Anh Long giỏi quá, anh Long. Trời ơi, anh Long. Trời ơi, anh Long, anh Long đi rồi. Anh Long đã cứu bọn mình, Trời ơi, tụi em nhớ anh Long, mất nứt từng đoạn luôn bạn, đau lòng quá. Em chỉ còn nhớ hình ảnh anh Long từ dưới hồ bước lên. Ngầu ơi là ngầu. Vậy mà bây giờ anh Long bị cái cửa nó ép chẹp lép như con tép. Tại vì anh to quá Phong ơi. Nhớ anh. Ủa sao có miếng bò trong đây vậy? Ủa gì đây? Ê đừng miếng bò, cái bò nát rồi. Ủa tôi đạp miếng bò rồi, đạp rồi. Ui, ê có miếng bò cười. Ê có một con, có một con khác rồi Phong ơi, có con khác. Con gì, con cừu đây nè. Sao có con cừu đây vậy? Cái này là gì ta? Thôi mình đi vô trong lại đi. Đây. Ủa gì đây? Oh my god, cái gì đây? Ủa Phong ơi, ngồi chung với tôi đi. Cái này là sao? Ủa, ngồi riêng. Ủa, ngồi chung được không? Đây. Được, đây, sang qua đây. Đây, rồi. Rồi, đi rồi. Wow. Bật rơi xuống cái toilet mà ơi, gì nè. Rồi, tổm xuống đây. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Ôi, tôi rơi xuống đây rồi. Ôi, phơi. Trời ơi, như này nè. Rồi. Ê thích nha. Ê đi tiếp được không? Cho tôi đi. Tôi rớt xuống. Để tôi đi xuống. Đây tôi đi xuống đây. Yeah, lăn xuống. Yeah. Wow! Rồi, cảm giác nó đã. Trời, cái đầu tôi quay. Ui, tôi nhức đầu. Trời ơi, trời, nó vui quá. Vui. Trời ơi, vui nha. Ấy mà sao tôi đang thui rồi. Ê! Tôi đang thui rồi. Ông hiểu vì sao mình đang thui không? Ông hiểu không? Hiểu rồi, cái ông này cũng bị đen đuôi. Tụi mình rớt xuống toilet và tụi mình bị eo ơi, rơi quá. Eo, ghê quá hả? Nó tăng thật vậy luôn hả? Rớt xuống toilet bị. Để tôi chét vô cái cánh của ông này. Chét vô. Ông chạy kìa. Ông chạy. Cái gì đây? Ôi, gì đây? Cái này là cái gì vậy? I am do. Tôi là một máy chủ gì đó. Hôm nay tôi sẽ bắt ba người chơi. Ba người chơi thi nhảy. Tôi nhảy nè. Ôi Sammy kìa. Ôi giờ sao vậy? Có Sam. Rồi để tôi nhảy vô, ông ra cả của tôi coi. Rồi. Đây tôi đang chờ đây, tôi đang nhìn đây. Rồi, nhảy theo ngoài là cái màu sắc của nó. Rồi, keep step. Màu vàng. Chuẩn bị. Rồi vàng. Vàng. Rồi lui, đen. Lui. Xanh. Rồi đỏ. Đỏ. Vàng. Vàng. Đỏ. Đỏ. Bồ ngủ quá. Ủa, à, gì? Ai nhất giờ? Tôi nhất. Sam nhất. Yeah. Tôi 3.000 mấy điểm. Yeah, tôi nhất. Rồi, sao nhiều điểm nhất? Yeah, tôi nhất các bạn ơi. Em mà tôi có hết đen gì vậy? Tôi vẫn còn đen. Tôi cũng còn đen. Trời ơi, biết gì không? Ui, người nào thua là người đó bị tan biến rồi. Trời ơi, ghê quá vậy. Đó. Ôi, ê cái anh có cảnh kia mình chết đi, ảnh nhiều quá, ảnh chạy rồi Phong ơi. Anh thấy thúi anh quá. Anh thấy game rồi, anh thấy mình thúi quá, anh thấy game rồi. Ông là bị à! Trời ơi. Gì vậy? Cái cục gì đây? Anh Long. Không phải, anh này anh cục gì á? Ai da, gì ghê quá vậy? Ê tôi thấy thâm thủng, tôi thấy thúi quá. Cục gì ghê quá. Trời ơi, mình đã thúi anh này thúi hơn nữa. Cái gì vậy? Tưởng anh Long hồi sinh. Anh này là anh gì đây? Ồ thấy ghê quá trời mà. Ê cái gì đây, đồ này vậy? Cái gì đây? Có cái đèn. Trời ơi, cái cục gì thấy ghê quá kìa tôi.
Anh ơi, mình đứng xa, mình thôi, đứng xa xa đi anh ơi, cái anh này ghê quá hả? Anh ơi, anh đứng xa xa mà em ra xíu giúp anh, ghê quá. Em có con giấy nha. Ui, cái con gì kìa, ui. Con khủng lắm. Ui, nó bắt một người đi rồi, nó bắt một người đi rồi. Ủa, trời ơi, trời, ê, vậy là người nào mà đứng đó xem là đều bị cắn đó bạn, ghê quá. Đúng rồi. Ôi trời, không mà không ghê bằng tụi mình đâu Phong, tụi mình rồi ê Phong ơi, tính ra ông bị chét lên mặt luôn, Phong ghê quá. Thôi đừng có nói nữa mà, đừng có nói nữa. Trời ơi, ghê quá, để tôi thúi quá. Quá thúi với bạn ơi. Trời ơi, cái gì đây với bạn? Cái gì đây? Một cái căn phòng. Ông mặt trời. Ông mặt trời làm gì? Cái ông kia làm ơn tránh ra giùm coi. Trời ơi, cái ông này nguyên. Cái gì ông này khói. Ông mặt trời cười kìa. Ủa? Ông mặt trời biến thành cái máy quạt. Cái gì xảy ra? Cái ông kia đứng kìa không thấy gì trời á. Cái ông kia ông che hết rồi. Trời ơi, cái ông này, ông... Trời ơi, rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái máy quạt nó hút mình vô luôn. Nó xây hết tụi mình luôn mấy bạn. Nó xây nguyên cái thang máy luôn. Nhìn cái ông kia ghê quá. Trời ơi, cái ghê của Phong ơi. Thôi, mình kết thúc tại đây đi. Tôi không muốn đi chạm với ông kia. Mình sạch rồi, Phong ơi, mình sạch rồi. Sạch rồi. Ok, Phong ơi, thì mình nghĩ là video thử thách vào thang máy lúc 3 giờ sáng như này thôi. Mình thấy kinh dị quá bạn ơi. Tôi đói bụng quá, tôi mua cái hamburger tôi ăn. Tôi nói thật luôn, trong cái thang máy này ông sợ nhất cái gì? Tôi là sợ nhất cái toilet. Trong thang máy này tôi sợ nhất là cái ông hồi nãy bước vô nha. Trời ơi, kinh dị quá vậy, ông tin chưa? Kinh dị thật chưa? Ông thấy chưa? Kinh dị, kinh dị thiệt, kinh dị thiệt. Thật sự là rất kinh dị nè các bạn, thử nên chơi mắt mẹ siêu kinh dị luôn. Trời ơi, ông rồi. Ông vô ông đi. Quay ông lại nữa kìa. Ông quay lại nữa kìa, ghê quá mấy bạn ơi. Ủa cái tay ông bị gì vậy? Ông đụng vô người tôi và cái tay tôi biết làm gì luôn rồi. Kinh dị quá bạn ơi, là bạn được chơi mắt này nha. Còn nếu các bạn muốn sao làm thêm những mắt này nữa. Cái chân của tôi. Mấy bạn ơi, vậy là Phong cần sắc biến thành ông kia kia cục màu nâu kia rồi. Kinh dị quá bạn ơi, ghê quá à. Ôi. Ok bạn ơi, nghỉ video kết thúc lần này rồi. Đừng quên giúp cho Sam video đạt được 5k like nha. À và đừng quên nữa bạn ơi. Mình sắp được 3 triệu sub rồi đấy các bạn. Đừng quên giúp Sam được 3 triệu sub nha. Trời ơi, còn một xíu rồi thôi là mình được 3 triệu sub rồi. Nên các bạn đừng quên đăng ký mình cho kênh Sam nha. Nha. Mình sắp được 4 triệu sub rồi nha. Đúng rồi, Phong cần sắp 4 triệu sub rồi. Còn mình sắp 3 triệu sub rồi đấy, các bạn đừng quên đăng ký cho tụi mình nha. Ok, còn bây giờ tạm biệt mọi người, ở clip sau. Hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye. Sam ơi, giờ sao giờ tôi biến thành cái tay chân.